Thưa các bạn, thông qua chương trình chỉnh sửa tác phẩm Rừng đá trên thân ngày hôm nay, cây cảnh Phủ Quảng xin trân trọng giới thiệu với các bạn và trao đổi với các bạn hai nội dung. Nội dung thứ nhất đó là thời điểm nào cắt cây ruối để giúp cho cây ruối sang năm có quả. Và nội dung thứ hai đó là quả ruối và quả ruối đá hay còn gọi là ruối bà khác nhau như thế nào. Trước hết thì cây cảnh Phủ Quảng xin được trả lời với các bạn nội dung thứ nhất đó là làm thế nào để cây ruối có quả. Thế thì cái việc cắt ở đây nó chỉ là một phần tác động vào việc ra quả của cây ruối. Thế thì các bạn cũng đã biết là cây ruối nó ra quả thường bắt đầu là từ tháng 3 đến hết tháng 7 là hết mùa quả ruối. Thế nhưng cá biệt có một số cây thì quả nó có thể ra đến tận tháng 9 nó mới dừng và nó mới hết. Thế thì ở đây là cái việc mà chúng ta làm cho cây ruối ra quả, tức là chúng ta đang chăm sóc và xử lý làm sao để cho cây ruối nó bắt nhịp được với cái nhịp điệu sinh học tự nhiên của nó. Và như vậy thì có nghĩa là sau khi hết hè, tức là tháng 7, tháng 8 ấy, là hết cái mùa quả, thì chúng ta phải tiến hành chỉnh sửa, cắt cây để tạo ra cho cây nó bắt nhịp với lại cái nhịp sinh học của cây theo khoa học kỹ thuật nông nghiệp, để khi vào đông và chuyển sang mùa xuân là cây phát triển một cách tốt nhất và chuẩn bị cho một cái mùa quả mới. Chính vì vậy mà khi hết mùa hè thì chúng ta nên xuống lá và chỉnh râm để tạo cái điều kiện tốt nhất cho cây nó phát triển trở lại. Và cái công việc này nó kéo dài đến hết thu các bạn nhé. Thì đây là một trong những cái kinh nghiệm của bản thân và ở nội dung thứ nhất xin được chia sẻ, trao đổi với các bạn. Và sau đây thì tôi cũng sẽ tiến hành thực hiện, hoàn thiện cái nội dung thứ nhất đó là việc chỉnh sửa cái tác phẩm Rừng đá trên thân này, và tiếp tục trao đổi với các bạn ở cái nội dung thứ hai. Đây là một cái điểm tay buông, chúng ta có thể lợi dụng cái khe đá này và cái thân cây để đưa cái tay này ghép nó vào cái khe này, và sau này khi nó lớn thì nó sẽ ổn định ở vị trí này và chúng ta sẽ thêm được một cái tay nữa để tạo ra được một cái điểm nhấn của cây các bạn nhé. Và đây là cái mà tôi đang sử dụng để ghép nó vào, ấn chặt nó vào, tạo ra cái điểm tay của cây. Thank you.
Đây là một cái điểm sẹo và có lẽ là nó cũng không hợp lý. Chính vì vậy cho nên là điểm sẹo này thì cũng cần phải được cân chỉnh sửa lại. Đây là một cái điểm phải xử lý, phải đục các bạn nhé. Vì lý do là các bạn có thể nhìn thấy đây là một cái điểm mà nó đã bị có dấu hiệu của sâu rồi. Và cái phần vừa rồi tôi đục thì các bạn thấy nó phần khô. Chúng ta vừa tạo ra được cái sẹo nó hợp lý cho cái điểm này. Và đồng thời chúng ta cũng là một lần nữa chúng ta vệ sinh sạch sẽ cái điểm này. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây là những cái điểm cần phải làm sạch sẽ ngay để tránh những hiện tượng là sâu bệnh nó ẩn nấp và nó sẵn sàng là nó phá hoại cơ thể chúng ta. Thì đây là một trong những cái tôi nghĩ rằng là bạn nào cũng sẽ phải thực hiện, chứ không thể không thực hiện được. Vốn cơ thể chúng ta quả và cơ thể chúng ta nó phát triển ổn định. Như vậy là sau khi xử lý sạch xong này rồi thì rất đơn giản là chúng ta cho nó một cái lớp keo vào đây các bạn nhé. Cho một cái lớp keo vào đây để bảo vệ luôn cái hiện tượng bị sâu mọt nó tấn công. Thế nên là như vậy là chúng ta đã hoàn thành được cái việc điều chỉnh cái vết sẹo và đồng thời là bảo đảm cho cái vết sẹo nó được an toàn, không có sâu bệnh xâm nhập, và cũng là kết thúc cái quá trình là xử lý cây dưới này của tôi. Ở nội dung thứ hai này xin được trình bày với các bạn về quả dối và quả dối bà khác nhau như thế nào. Trước hết mời các bạn cùng theo dõi lại hình ảnh của quả dối dưới ta các bạn nhé. Đây là hình ảnh của quả chín màu vàng hình hạt ngô, và khi xanh nó là hình bầu dục và nó to gần như hạt ngô. Ở đây là một trong những cái đặc điểm của dòng dưới ta. Ở đây các bạn có thể thấy là ở một cái cây phôi, thế nhưng mà nó quả nó phát rất là mạnh, và có lẽ đây các bạn sẽ nhìn thấy rõ hơn về hình ảnh của quả và khi quả còn xanh. Đấy, quả chín thì nó là màu vàng. Còn đây là quả dưới bà, dưới đá mà chúng ta nghe cái tên nó giống nhau nhưng thực chất thì quả nó khác nhau rất là nhiều. Đối với quả dưới bà thì nó to gần như quả sung nhưng mà nó có núm,
và đặc biệt là khi chín thì quả dưới bà nó là màu đỏ, còn cái đốt răm và lá thì dài hơn rất là nhiều so với lại dưới ta, lá cũng to hơn rất là nhiều so với lại dưới ta. Đây là hình ảnh của một cái quả đã chín đấy, các bạn có thể theo dõi. Và nó cũng là một trong những cái đặc điểm để chúng ta phân biệt giữa dưới ta và dưới bà, dưới đá theo các cái vùng miền gọi tên khác nhau. Vâng, thưa các bạn, rừng đá trên thân đã được chỉnh sửa xong. Xin mời các bạn cùng theo dõi lại toàn cảnh một lần nữa đối với tác phẩm này. Trân trọng cảm ơn các bạn đã yêu quý và ủng hộ cho kênh. Một lần nữa, cây cảnh Phục Quảng xin trân trọng cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo.